chảy máu lợi là hậu quả của quá trình viêm lợi, còn được gọi là bệnh viêm lợi. Lợi khỏe mạnh không chảy máu, ngay cả khi tác động một lực xoay như khi chải răng. Nó bám khít quanh răng, có màu hồng nhạt và khi quan sát kỹ ta sẽ thấy các chấm nhỏ màu da cam như mũi tên đang chỉ. Chảy máu lợi thường hay gặp là biểu hiện của các bệnh về lợi. Bình thường bạn sẽ không để ý tới việc lợi chảy máu chỉ đến khi bạn chải răng, hoặc muộn hơn là chảy máu khi thăm khám bằng dụng cụ. Chảy máu lợi thực chất chỉ là dấu hiệu chứ không phải một căn bệnh. Bệnh kèm theo chảy máu lợi và lợi bị viêm gọi là bệnh viêm lợi. Trên bức ảnh này, các chấm nhỏ màu da cam biến mất một phần, vị trí mũi tên màu trắng. Trong khi đó, lợi bị sưng, đỏ, vị trí mũi tên đen. Chúng là các dấu hiệu đầu tiên của bệnh viêm lợi. Nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm lợi đó là mảng bám. Do đó, mảng bám không chỉ gây ra sâu răng mà còn gây ra viêm lợi. Tuy rằng mảng bám gây ra viêm lợi còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như thuốc, thay đổi nội tiết thời kỳ mang thai, dậy thì và dùng thuốc tránh thai. Mảng bám luôn là yếu tố khởi phát bệnh. Nếu như viêm lợi không được điều trị hay điều trị không triệt để, nó sẽ tiến triển thành viêm mãn tính hệ thống quanh răng, gọi là viêm quanh răng.